cha già rồi đúng không? Mắt kém, tay chân thì run. Nỗi đau chiến tranh để lại chẳng có gì tả nổi. Ông từng là người lính giữ gìn độc lập cho Tổ quốc, vậy mà khi về già lại không có một mái nhà để che nắng che mưa. Mỗi người một số phận, tàn dư của chiến tranh để lại khiến rất nhiều người trở nên khổ sở. Chất độc màu da cam là một hậu quả chẳng thể tả được. Bác trai dưới đây là một minh chứng cho điều đó. Bác nói bác không có nhà, trước đi chiến tranh xong phải lấy vợ, còn sinh ra cũng bị chất độc màu da cam. Được vài năm thì vợ cũng bỏ nhà đi nơi khác. Hoàn cảnh cũng chả biết nói sao, nói ra thì chẳng ai hiểu. Mình cũng chẳng trách người ta, do chiến tranh mà. Nói xong, bác làm một hành động rất đáng kính là giơ tay lên như muốn xin chào người khác. Thật sự là rất cảm phục và biết ơn những người lính Cụ Hồ. Và xin cảm ơn chàng trai trong video đã không ngại giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của bác. Có những lúc la mắng, con giận cha lắm. Cha không cho con những thứ như bao bạn thân. Bao nhiêu